Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự trong nước và quốc tế trên kênh Tin Mới. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng điểm qua các nội dung chính đáng chú ý được phát trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, gần đây mưa lớn tiếp tục ở phía Nam Đại Lục, 642 hồ chứa ở Hồ Nam bị tràn, sạt lở đất xảy ra ở cả Hồ Nam và Giang Tây, khiến ít nhất hơn 20 người thiệt mạng và 17 người mất tích. Ngoài ra, một vụ lở núi ở huyện Mao Xian, tỉnh Tứ Xuyên khiến 25 người thiệt mạng và 93 người mất liên lạc. Trong thời gian tới, mưa lớn ở Nam Bộ sẽ tiếp tục. Các phương tiện truyền thông chính thức của Đại Lục đưa tin vào hôm thứ Bảy rằng, hôm thứ Sáu lượng mưa ở phía Nam tiếp tục tăng cường. Các khu vực của Quý Châu, Quảng Tây, Hồ Nam, Giang Tây, Chiết Giang và những nơi khác có mưa lớn và mưa lớn cục bộ. Trong số đó, các khu vực địa phương như Lô Đi, Trường Sa, Thiệu Dương và Hoài Hóa ở Hồ Nam thậm chí còn có mưa rất lớn. Từ 8 giờ ngày thứ Tư đến 8 giờ ngày thứ Bảy, lượng mưa trung bình tích lũy ở tỉnh Hồ Nam là 120,5mm, cao nhất kể từ mùa lũ năm nay, bao gồm 184,7mm ở Trường Sa, 173,6mm ở Nghi Dương và 172,3mm, 158,6mm ở Nhạc Dương. Tính đến 8 giờ ngày thứ Bảy, đợt mưa này đã khiến 1.625.100 người ở 50 quận và 8 thành phố ở quận Thiệu Dương, Ninh Giang, Trang Đê, Nhạc Dương, Thường Đức, Trương Gia Giới, Nghi Dương, Hải Hóa, Lưu Đi ở phía Tây Hồ Nam bị ảnh hưởng và 642 cỡ nhỏ và các hồ chứa cỡ vừa bị tràn. Từ 8 giờ ngày 22 đến 10 giờ 30 phút ngày 24, lượng mưa trung bình ở huyện Lusi, Tương Tây, tỉnh Hồ Nam đạt 175mm, trong đó lượng mưa lớn nhất là 192,5mm. Lượng mưa lớn đã gây thiệt hại cho hơn 12.000 mẫu cây trồng trong quận, 2.700 mẫu cây trồng bị phá hủy và 56.500 người bị ảnh hưởng. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn liên tục vào hôm thứ Sáu, một trận lở đất quy mô lớn đã làm sập 5 điểm trên quốc lộ 319 ở huyện Lusi, phía Tây Hồ Nam, khiến một ngôi nhà bị nhấn chìm và 3 người thiệt mạng. Từ 16 giờ chiều thứ Sáu đến 8 giờ ngày thứ Bảy, lượng mưa trung bình ở tỉnh Giang Tây là 51,3mm, lớn nhất là 97,3mm ở thành phố Ưng Đàm, 78,7mm ở thành phố Nam Sương và 75,3mm ở thành phố Thượng Nhiêu. Lượng mưa lớn tối đa là 258,5mm tại ga Long Thạch, thị trấn Hê Tan, thành phố Quý Tây. Tiếp theo là 246,5mm tại ga Quảng Đường, thị trấn Hê Tan, thành phố Quý Khê. Lượng mưa tại 637 trạm thuộc 40 huyện trên toàn tỉnh đều vượt 50mm. Lượng mưa tại 114 trạm thuộc 18 huyện vượt 150mm. Lượng mưa tại 3 trạm thuộc 2 huyện vượt 280mm. Tính đến 8 giờ sáng thứ Bảy, trên địa bàn tỉnh có 10 sông vượt cảnh báo. Thảm họa lũ lụt đã ảnh hưởng đến 1,163 triệu người tại 34 quận của 8 thành phố, bao gồm Nam Sương, Cảnh Đức Trấn, Bằng Tường và Cửu Giang của tỉnh Giang Tây. 27 người thiệt mạng và 17 người mất tích. Thiệt hại kinh tế trực tiếp là 1,57 tỷ nhân dân tệ. Nhiều tuyến đường cao tốc ở Giang Tây bị sạt lở đất, nhiều chuyến tàu bị đình chỉ, nhiều danh lam thắng cảnh như Thượng Nhiêu và Ưng Đàm bị đóng cửa, 17 con sông vượt mực nước cảnh báo. Cũng chịu ảnh hưởng bởi trận mưa xối xả, hơn chục vụ lở đất và xói mòn nền đường đã xảy ra trên con đường ra khỏi trang trại rừng Lãnh Thủy Kinh ở khu thắng cảnh núi Bách Trượng, huyện Phong Tâm, tỉnh Giang Tây. Kể từ sáng thứ Sáu, trang trại rừng Lãnh Thủy Kinh đã bị cô lập với thế giới bên ngoài hơn một ngày và hơn 350 người đã bị mắc kẹt. Hôm thứ Sáu, huyện Vũ Nguyên, tỉnh Giang Tây bị nước lũ bủa vây do mưa lớn, nhà cửa hai bên sông Cam Giang bị ngập, khu thắng cảnh Vũ Nguyên bị đóng cửa. Thưa quý vị, vào lúc 6 giờ sáng thứ Sáu, một vụ lở núi cao đã xảy ra tại làng Simmo, thị trấn Diesi, huyện Mèo San, tỉnh Từ Xuyên, với khối lượng đất đá sạt lở xuống khoảng hơn 10 triệu mét khối. Tính đến 18 giờ 40 phút, sự cố đã làm 72 hộ dân bị vùi lấp, đào bới được 6 thi thể nạn nhân. Đến 10 giờ đêm cùng ngày, đã tìm thấy 15 thi thể nạn nhân. Theo thông tấn xã Trung ương, vào sáng thứ Bảy, thi thể của nhiều nạn nhân khác đã được khai quật từ đất và đá tại địa điểm xảy ra tai nạn ở huyện Mao, nâng số người chết lên 25 người, còn 93 người vẫn mất tích. Sáng thứ Bảy, Đài quan sát khí tượng Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục đưa ra cảnh báo mưa bão màu cam. Dự kiến trong 3 ngày tới, miền Nam sẽ tiếp tục có mưa lớn diện rộng, trong đó Hồ Nam, Giang Tây, Phúc Kiến, Chiết Giang, Quảng Tây, Vân Nam và những nơi khác sẽ có mưa lớn từ ngày đến đêm thứ Bảy. Có mưa lớn ở Quảng Tây, Hồ Nam, Giang Tây, Chiết Giang, Phúc Kiến và những nơi khác. Từ Chủ nhật đến thứ Ba tuần tới, xuất hiện một đợt mưa khác. Vành đai mưa chính nằm ở trung tâm phía Nam sông Dương Tử.
Kính thưa quý vị, theo báo cáo từ ChinaNews.com cho biết, thành phố Sâm Châu, tỉnh Hồ Nam gặp phải mưa đá. Trong số đó, quận Vĩnh Hưng được bao phủ bởi một lớp tuyết trong khoảng 15 phút và mưa đá có kích thước bằng quả trứng rơi xuống một số khu vực ở quận Lâm Vũ. Từ thứ 3 đến thứ 5, nhiều nơi ở Thiều Quan và Thanh Viễn, Quảng Đông hứng chịu mưa lớn và mưa đá. Theo báo cáo chính thức của thành phố Thiều Quan, từ 19 giờ thứ 3 đến 9 giờ sáng thứ 4, có 28 địa điểm trong thành phố có lượng mưa thực tế lớn hơn 50mm. Một số nơi xuất hiện những hạt mưa đá có kích thước từ 1 đến 3cm. Bà Chen, người điều hành một công viên khoa học và công nghệ nông nghiệp sinh thái ở Như Viên, Thiều Quan cho biết, vào tối thứ 3, những hạt mưa đá to bằng quả trứng hoặc thậm chí bằng nắm tay bất ngờ rơi xuống. Khu vực bị ảnh hưởng của công viên sinh thái vượt quá 200 hectare. Theo nhân viên của khu thắng cảnh Thanh Viễn Liên Sơn, Kim Tử Sơn, vào đêm hôm thứ 3, âm thanh lộp độp dày đặc đột nhiên phát ra từ mái ngói và mưa đá to bằng hạt gạo nếp rơi dày đặc trong vòng chưa đầy 15 phút. Mặt đất bị bao phủ bởi lớp mưa đá dày đặc. Hôm thứ Năm, tờ Thời báo Thông tin Đại lục Weibo đưa tin rằng Thiều Quan, tỉnh Quảng Đông đã hứng chịu lượng mưa lớn và mưa đá trong những ngày gần đây. Vào sáng thứ Năm vừa qua, hai con tàu trên thượng nguồn sông Bắc Giang đã va chạm với cầu Bạch Vân ở khu đô thị Thiều Quan, hiện chưa rõ thương vong. Theo bản tin dự báo, trong 3 ngày tới sẽ có tuyết rơi dày đặc, mưa lớn ở Thanh Hải và những nơi khác ở Nam Trung Quốc. Đài quan sát khí tượng Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã báo cáo rằng dự kiến từ đêm thứ Năm đến Chủ nhật sẽ có tuyết rơi từ trung bình đến dày đặc và bão tuyết cục bộ ở miền Trung và miền Đông Thanh Hải, phía Bắc của Thanh Hải, cao nguyên Tây Tứ Xuyên và những nơi khác. Đồng thời, lượng mưa lớn ở khu vực phía Nam vẫn tiếp tục và sẽ có mưa đến rất to ở Đông Bắc Quảng Tây. Hầu hết Quảng Đông, Tây Phúc Kiến, Nam Hồ Nam và Nam Giang Tây, dự kiến từ ngày đến đêm thứ Năm, một số khu vực thuộc miền Trung và Đông Thanh Hải, Đông Bắc Tây Tạng, Tây Cam Túc sẽ có tuyết hoặc mưa đá từ nhẹ đến trung bình, trong đó Đông Nam Thanh Hải, Đông Bắc Quảng Tây sẽ có tuyết rơi dày. Miền Trung và miền Bắc Quảng Đông và Chu Hải đã có mưa to đến rất to ở các khu vực thuộc khu vực Tam Giác, Tây Nam Hồ Nam, Nam Giang Tây và Nam Phúc Kiến, trong đó có một số khu vực ở miền Trung và Bắc Quảng Đông có mưa lớn. Hôm thứ Sáu, tuyết rơi ở Thanh Hải sẽ tăng cường hơn nữa, sẽ có tuyết rơi dày ở các khu vực phía Đông và Nam Thanh Hải, đồng thời có bão tuyết cục bộ từ 10 đến 13mm. Kính thưa quý vị, thời gian gần đây trên đất liền xuất hiện mưa to, dự kiến có mưa to đến rất to ở 10 tỉnh thành. Mực nước các trạm dọc dòng chính Trung và hạ lưu sông Dương Tử lên nhanh, lũ trên mực nước xảy ra ở 15 con sông. Tỉnh Hồ Nam xuất hiện mưa lớn trên diện rộng, mưa nhiều nơi kèm theo thời tiết đối lưu mạnh như dông và sấm sét. Từ hôm Chủ nhật đến hôm thứ Hai, chỉ trong một ngày, Đài quan sát khí tượng tỉnh Hồ Nam đã đưa ra 29 cảnh báo mưa bão màu vàng. Theo trụ sở phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai hạn hán tỉnh Hồ Nam, lượng mưa lớn liên tục gần đây đã gây ra lũ lụt ở 18 quận và khu vực đô thị Trường Sa, Thiệu Dương, Trường Gia Giới, Hoài Hóa, Tương Tây Đổ Gia và Miêu Tự Trị, khiến 48 người thiệt mạng và mất tích, 70.103 người bị ảnh hưởng và 1.829 người đã được di rời khẩn cấp. Theo Đài quan sát khí tượng Trung ương của Đại lục, từ thứ Tư đến thứ Sáu tuần này, một phần Giang Nam, Giang Hán, Giang Hoài, Quý Châu, Vân Nam, Quảng Tây và những nơi khác có mưa lớn với lượng mưa từ 130 đến 210mm, trong đó có Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây, các khu vực của Chiết Giang, An Huy, Quý Châu, Quảng Tây và những nơi khác có mưa bão lớn. Mưa bão cục bộ sẽ kèm theo dông bão và gió giật mạnh cấp 8 đến 10 độ. Có những cơn gió mạnh từ 4 đến 6 độ ở các khu vực thuộc miền Trung và miền Tây Nội Mông, Tân Cương dọc theo dãy núi Thiên Sơn và các khu vực phía Đông cũng như bán đảo Sơn Đông. Tổng cộng có 15 con sông ở Hắc Long Giang, Phúc Kiến, Giang Tây, Quý Châu, Vân Nam, Quảng Tây và các tỉnh khác xảy ra lũ lụt trên mức cảnh báo. Hiện Bộ Tài nguyên nước duy trì ứng phó khẩn cấp cấp 3 để phòng chống thiên tai lũ lụt và hạn hán. Đài quan sát khí tượng tỉnh Giang Tây đã thay đổi và đưa ra tín hiệu cảnh báo mưa bão màu vàng hôm thứ Tư. Dự kiến trong vòng 6 giờ tới, lượng mưa tích lũy ở các khu vực phía Tây Bắc Tây An và Phúc Châu, khu vực phía Nam của Bình Hương, Nghi Xuân và Thượng Nhiêu và hai thành phố Tân Dư và Ưng Đàm có thể lên tới hơn 80mm. Một số khu vực đi kèm với lượng mưa lớn trong thời gian ngắn, sấm sét và thời tiết đối lưu mạnh khác. Hãy chú ý đề phòng ngập úng, lũ lụt và thành thị nông thôn ở các vùng sông vừa và nhỏ, lũ lụt trên núi, lở đất và các thảm họa khác có thể do mưa lớn gây ra. Ngoài ra, nhiều nơi ở Hà Trì, Quảng Tây, Nam Trung Quốc, nhiều nơi cũng xảy ra mưa lớn. Cục khí tượng địa phương đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu đỏ, bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, thị trấn Yên Đàn, huyện Đua Hua, bị ngập nước, nhiều đường phố bị ngập sâu. Theo Ban tuyên giáo huyện ủy Đại Hóa, tính đến 13 giờ, chưa nhận được báo cáo về thương vong.
các lực lượng cứu nạn như công an, cứu hỏa, cấp cứu đã triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, thiệt hại về tài sản do lũ lụt gây ra được đưa vào thống kê. Trong tuần qua, mưa lớn tiếp tục đổ xuống miền Nam Trung Quốc bao gồm Phúc Kiến và Quảng Đông. Tỉnh Quảng Đông hứng chịu mưa lớn gây lũ lụt và sạt lở đất. Mưa nhiều nơi thậm chí phá kỷ lục cao nhất trong 200 năm qua. Hàng trăm ngôi nhà bị sập, một số thị trấn gần như bị ngập lụt và hơn 250.000 người bị ảnh hưởng. Hôm thứ Năm, Thiều Quan, Thanh Viễn, Triệu Khánh, Hà Nguyên và các thành phố khác đã trải qua mưa bão lớn và mưa xối xả cục bộ. Lượng mưa tại nhiều trạm đã phá kỷ lục cao nhất trong hơn 200 năm qua. Mưa xối xả khiến mực nước nhiều sông dâng nhanh tối đa lên gần 6 mét. Hơn 14.000 cư dân thành phố Thanh Viễn buộc phải sơ tán. Người dân cho biết nước lũ đổ xuống đồi hôm thứ Năm nhấn chìm các con đường và gây ra lở đất nghiêm trọng. Một người dân thành phố Thanh Viễn cho biết mưa lớn hơn hôm qua. Trời mưa từ 7 giờ sáng đến 4 giờ chiều vẫn chưa tạnh và học sinh không thể đến trường. Lượng mưa ở tỉnh Quảng Đông trong tháng 4 năm nay chỉ bằng một nửa so với những năm trước, nhưng kể từ tháng này, 16 trong 22 ngày đầu tiên đã có mưa lớn. Số liệu chính thức cho thấy 190.000 cư dân đã bị ảnh hưởng và ít nhất 13 người thiệt mạng. Tại Trung Quốc đại lục, do dữ liệu về thảm họa và tai nạn được chính phủ kiểm soát chặt chẽ, nên dữ liệu về thương vong thực tế vẫn chưa được xác nhận. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của 30 tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của tin mới.